Xin chào mừng anh chị nhà đầu tư đã trở lại với chương trình họp đại hội cổ đông thường niên 2024 của AZFIN Việt Nam. Hiện tại đây tôi đang đứng tại trung tâm hội nghị quốc tế, nơi mà chỉ ít phút nữa thôi sẽ diễn ra cuộc đại hội cổ đông 2024 của công ty cổ phần Vincom Retail. Vậy thì cuộc họp đại hội cổ đông 2024 của Vincom sẽ diễn ra như thế nào? Sẽ có những thay đổi gì sau khi mà Vincom đón thêm nhóm cổ đông mới? Xin mời anh chị hãy cùng theo chân chúng tôi khám phá. Quản trị công ty ESG, điểm số quản trị của công ty Vincom Retail năm 2023 tăng mạnh lên 77% và các điểm thành phần về môi trường, xã hội và quản trị công ty đều đạt điểm trung bình, cao hơn trung bình của ngành, cho thấy những ghi nhận của cơ quan quản lý với những nỗ lực đổi mới và phát triển của công ty. Song song với đó, Vincom Retail đã chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng khi không ngừng cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, chỉnh chu, xây dựng đẳng cấp dịch vụ và lan tỏa văn hóa dịch vụ đến từ trái tim. Với những kết quả rất đáng tự hào như trên, ngày hôm nay, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vincom Retail tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 2024 để báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kinh doanh và hoạt động năm 2023, trình kế hoạch phát triển kinh doanh trong năm 2024, đồng thời tiến hành bỏ phiếu xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông theo điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vincom Retail. Xin trân trọng cảm ơn. Với tổng doanh thu đạt 9.791 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, vừa tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 83 trung tâm thương mại hiện tại và ghi nhận doanh thu khá lớn nhờ vào và giao shop house tại dự án Đông Hà Quảng Trị. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.409 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước. Nhờ các sáng kiến về tối ưu hiệu quả hoạt động, chi phí năng lượng, quản lý vận hành của các trung tâm thương mại hiện hữu, Vincom Retail ghi nhận tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận gộp, tăng từ 51,8% lên 54,7%, khẳng định vị trí dẫn đầu về hiệu quả hoạt động trên thị trường. Về quy mô, Vincom Retail dẫn dắt thị trường với 83 trung tâm thương mại hiện diện tại 44 tỉnh thành phố, đem đến trải nghiệm mua sắm, vui chơi, ẩm thực độc đáo, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt trên khắp cả nước. 2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị. Thứ nhất, các hoạt động chung. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt việc phân quyền, giao việc cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho Hội đồng Quản trị đối với một số vụ việc mang tính hành chính, sự vụ diễn ra thường xuyên, ổn định. Hội đồng Quản trị đã tiến hành công bố cuộc họp định kỳ với tỷ lệ dự họp là 100% và ban hành 12 nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của công ty. Thứ hai, hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện chức năng giám sát của mình theo đúng quy định của điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành. Chủ trì chỉ đạo ban giám đốc và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính. Giám sát thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị. Giám sát chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch kịp thời theo đúng quy định. Thứ ba, đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và hoạt động của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã phê duyệt ban hành kịp thời các quyết định phê duyệt theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của công ty. Hội đồng Quản trị cũng đã chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ hoạt động của ban giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kinh doanh đã đề ra. 3. Thù lao, chi phí, hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị. Báo cáo về thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2023 đã được trình bày cụ thể tại tờ trình của Hội đồng Quản trị về thù lao cho thành viên của Hội đồng Quản trị năm 2024. Ngoài ra, thành viên Hội đồng Quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao, được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo chính sách của các công ty tùy theo thời điểm. 4. Giao dịch giữa công ty với các bên liên quan. Trình tự thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và quy chế quản trị nội bộ của công ty.
năm định hướng hoạt động năm 2024. Tiếp tục tăng độ phủ tại các tỉnh thành trên khắp cả nước với việc khai trương 6 trung thương mại mới và trong khoảng 171.000 m² diện tích sàn bán lẻ, nâng tổng số trung tâm thương mại lên 89 trung tâm thương mại tại 48 trên 63 tỉnh thành. Tập trung phát triển các sản phẩm bất động sản bán lẻ mới khác biệt, tạo xu hướng mới như du lịch bán lẻ. Tiếp tục triển khai các sáng kiến liên quan tới tối ưu chi phí năng lượng, quản lý vận hành, nhân sự bên cạnh việc hợp tác và đồng hành cùng các khách thuê và mở rộng mạng lưới các khách thuê mới nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ lấp đầy và hoạt động hiệu quả của hệ thống trung tâm thương mại. Xây dựng các cộng đồng khách hàng thân thiết tại mỗi địa phương nơi các trung tâm thương mại Vincom có mặt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa các trung tâm thương mại Vincom trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương. Xây dựng trải nghiệm khách hàng xuất sắc thông qua chương trình dịch vụ từ trái tim, phối hợp với khách thuê nâng cao chất lượng dịch vụ của các gian hàng và đồng thời đẩy mạnh các chương trình marketing. Triển khai các sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vận hành bền vững, hợp tác với các khách hàng để thực hiện các hoạt động về bảo vệ môi trường, bắt kịp xu hướng tiêu dùng xanh của người tiêu dùng. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. Trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo xin được mời bà Phạm Thị Thu Hiền sẽ tiếp tục trình bày tờ trình của hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty theo ủy quyền của hội đồng quản trị ạ. Kính gửi đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Vincom Retail, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trình bày tóm tắt nội dung tờ trình của hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty như sau. Trong năm 2023, công ty cổ phần Vincom Retail đã đạt được kết quả khả quan trong các hoạt động kinh doanh như sau. 1. Kết quả vận hành của công ty Vincom Retail năm 2023. Với sự nỗ lực phấn đấu trong hoạt động vận hành, trong năm 2023, Vincom Retail đã được vinh danh các giải thưởng quốc tế uy tín nhờ những thành tựu đáng tự hào. Vincom Mega Mall Smart City đoạt giải trung tâm mua sắm tốt nhất Việt Nam tại giải thưởng bất động sản châu Á Thái Bình Dương. Tại lễ trao giải bán lẻ châu Á, Vincom Mega Mall Ocean Park được vinh danh với danh hiệu trung tâm mua sắm của năm Việt Nam và Vincom Mega Mall Smart City đoạt giải sáng kiến cửa hàng bán lẻ của năm Việt Nam. Đưa 11 thương hiệu quốc tế lớn như Lush, ADLV, Ủ Lao đến Việt Nam và đã có các cửa hàng đầu tiên như Nike Life, Pizza, 4P Premium, Aldo, Swarovski hay trương trung tâm tại các trung tâm mại của Vincom. Hợp tác với hệ sinh thái Vingroup ra mắt mô hình bất động sản bán lẻ mới Mega Grand World tại Ocean City Hà Nội với gần 500 cửa hàng bán lẻ phong cách kết hợp với hàng loạt các hoạt động vui chơi giải trí và những không gian trải nghiệm ngoài trời hiện đại, tạo nên sức sống mới cho thị trường bán lẻ, du lịch và bất động sản tại thủ đô. Triển khai lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời tại 54 trung tâm thương mại giúp tiết kiệm 12,2 tỷ đồng và giảm khoảng 12.000 tấn CO2 thải ra môi trường mỗi năm. Triển khai lắp đặt lần đầu hệ thống kiểm soát chi phí vận hành điều hòa không khí PPP tại Vincom Center Trần Duy Hưng, tiết kiệm khoảng 88.796 kWh trong vòng 6 tháng. Những nỗ lực phân loại rác thải tại nguồn đã mang lại những kết quả bước đầu với tổng khối lượng rác thải chế tái chế có khoảng 81 tấn trong một năm trên toàn hệ thống. 2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Vincom Retail năm 2023 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. 1. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tổng doanh thu năm 2023 đạt 9.791 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 4.409 tỷ đồng. Về việc thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, trong năm 2023, tổng số tiền phải nộp ngân sách nhà nước là 1.837 tỷ đồng. Công ty đã nộp 1.174 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2024. Về kế hoạch khai trương mở mới, dự kiến khai trương 6 trung tâm thương mại mới bao gồm 2 trung tâm thương mại Vincom Mega Mall và 4 trung tâm thương mại Vincom Plaza với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ khoảng 171.000 m², nâng tổng số trung tâm thương mại lên 89 trung tâm thương mại. Về chiến lược sản phẩm, tiếp tục xây dựng và phát triển sản phẩm Mega Mall thế hệ mới, mô hình Life Design Mall và kiến trúc độc đáo mang tính biểu tượng, tính hợp tích hợp mua sắm, ẩm thực, giải trí và trở thành điểm đến sáng tạo phong cách sống hiện đại, năng động cho thế hệ trẻ. Về trải nghiệm khách hàng,
cải thiện hệ thống cơ sở vật chất chỉnh chu, xây dựng đẳng cấp chất lượng dịch vụ khách hàng, lan tỏa trái tim, dịch vụ trái tim. Đồng thời, tiếp tục triển khai các sáng kiến, nâng cao hoạt động bền vững, hợp tác với các khách hàng để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, bắt kịp xu hướng tiêu dùng xanh của người tiêu dùng. Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định bền vững, Hội đồng Quản trị công ty trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau. Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4.420 tỷ đồng. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt, trân trọng cảm ơn. Kính gửi đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Vincom Retail, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trình bày tóm tắt nội dung tờ trình của Hội đồng Quản trị về tình hình tài chính năm 2023 của công ty như sau. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, năm 2023, công ty cổ phần Vincom Retail và các công ty con có tình hình tài chính cụ thể như sau. 1. Về tăng trưởng tài sản. Tổng tài sản của Vincom Retail đạt 47.654 tỷ đồng. Các biến động chính trong năm bao gồm tài sản ngắn hạn giảm 498 tỷ đồng từ 10.535 tỷ đồng năm 2022 xuống 10.036 tỷ đồng năm 2023. Tài sản dài hạn tăng 5.451 tỷ đồng từ 32.166 tỷ đồng năm 2022 lên 37.617 tỷ đồng năm 2023. 2. Nguồn vốn và vay nợ. Vốn chủ sở hữu tăng 4.402 tỷ đồng từ 33.425 tỷ đồng năm 2022 lên 37.827 tỷ đồng năm 2023 do tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng nợ vay của Vincom Retail tăng 749 tỷ đồng từ 3.187 tỷ đồng năm 2022 lên 3.936 tỷ đồng năm 2023. Hệ số thanh toán ngắn hạn được duy trì ở mức tốt, giảm từ 1,81 lần xuống 1,61 lần do nợ ngắn hạn biến động tăng, còn tài sản ngắn hạn lại giảm nhẹ. Kết thúc năm tài chính năm 2023, nợ phải trả trên tổng nguồn vốn giảm nhẹ từ 22% xuống 21% và tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn tăng nhẹ từ 78% lên 79%. Các chỉ số tài chính của Vincom Retail đều ở mức tốt, cả về khả năng thanh khoản và cơ cấu nguồn vốn, được đảm bảo bởi dòng tiền mặt dòng ổn định từ sản xuất kinh doanh. 3. Doanh thu và lợi nhuận. Tổng doanh thu năm 2023 đạt 9.791 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2022. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 7.796 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với năm 2022. Nhờ năm 2023, thị trường đã ổn định hơn sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 1.772 tỷ đồng, tăng 365% so với năm 2022, do trong năm 2023, công ty đã bàn giao phần lớn bất động sản shop house tại các dự án Điện Biên và Quảng Trị cho khách hàng. Cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 4.409 tỷ đồng, tăng 59% so với mức thực hiện năm 2022 và đạt 94% kế hoạch được đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. Trân trọng cảm ơn. Sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023. Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 là 16.476 tỷ đồng. Trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại, sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 2. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau. Thù lao đã chi trả năm 2023. Thù lao cho Hội đồng Quản trị là 2,9 tỷ đồng, tương đương 0,07% lợi nhuận sau thuế năm 2023. Thù lao cho Ban Kiểm soát là 0,8 tỷ đồng, tương đương 0,02% lợi nhuận sau thuế năm 2023. Như vậy, việc chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2024. Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, tăng nhẹ so với mức đã trình năm 2023 như sau. Thù lao của Hội đồng Quản trị tối đa 5 tỷ đồng.
thù lao của ban kiểm soát tối đa 1,5 tỷ đồng. Trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên ban kiểm soát nằm trong tổng mức thù lao nêu trên. 3. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập. Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho tổng giám đốc lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của công ty: công ty trách nhiệm Ernst & Young Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn PwC Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. Xin trân trọng cảm ơn. Và thưa quý vị, là chúng tôi không thấy có câu hỏi. Xin phép đoàn chủ tịch là nếu như không có câu hỏi thì mình đến với phần bỏ phiếu luôn được không ạ? Có câu hỏi không ạ? À vâng, bây giờ mới có cái tay giơ lên. Xin mời chị giơ tay cao lên được không ạ? Ai có câu hỏi xin giơ tay cao để chúng tôi phụ micro. Công ty có thể chia sẻ rõ hơn về thời điểm khai trương của từng trung tâm thương mại trong năm 2024 và cũng như là tiến độ xây dựng hiện tại và tỷ lệ hấp thụ mà đã secure được. Câu hỏi thứ hai là về chiến lược phát triển của các trung tâm thương mại trong cái pipeline của mình thì sẽ có thay đổi như thế nào khi mà có nhóm cổ đông mới tham gia và cũng như là có thể ảnh hưởng đến những cái lợi thế của Vincom Việt theo như thế nào trong cái việc là tiếp cận quỹ đất của VinGroup, VinHome và cũng như là ở vị trí trong những khu đô thị của VinHome ạ. Cảm ơn bạn. Câu trả lời này thì chị Hiền sẽ trả lời trước cái phần thông tin liên quan đến các trung tâm thương mại ngay trong năm 2024 và nội dung về chiến lược của Vincom Retail đối với pipeline dự án của Vincom Retail trong thời gian tới thì tôi sẽ chia sẻ. Với câu hỏi của bạn thì tôi xin trả lời như sau. Trong năm 2024 thì dự kiến Vincom Retail sẽ khai trương 6 trung tâm mại, trong đó có 4 trung tâm mại chúng tôi sẽ khai trương dự kiến vào tháng 6 và 2 trung tâm mại sẽ khai trương vào tháng 4 năm 2024. Về trong cái quý 1 thì chúng tôi đã tập trung chạy thuê cho các trung tâm mại này và tỷ lệ đầy thì hiện tại đã khá là tốt. Với Vincom Plaza thì chúng tôi đã chạy trên 60% và đối với Vincom Grand Park thì đã gần lên tới 90% rồi và dự kiến thì tỷ lệ đầy sẽ tăng lên trên 90% tại thời điểm khai trương. Và câu hỏi kế tiếp thì chị Hoa sẽ trả lời cho chị. Thứ nhất là tài chính của hội đồng quản trị cũng đã nêu khá đầy đủ chiến lược của Vincom Retail trong thời gian tới. Về cơ bản thì nó cũng đồng nhất cũng như xuyên suốt trong suốt quá trình mà chúng tôi cũng chia sẻ với các cổ đông trong gần 8 năm vừa qua. Chiến lược phát triển, chiến lược khách hàng, chiến lược sản phẩm của Vincom Retail. Năm nay thì có làm rõ hơn cái phần kế hoạch triển khai của ban điều hành để chúng ta có thể làm tốt hơn, để chúng tôi có thể làm tốt hơn. Đấy là cái nội dung thứ nhất. Thứ hai nữa là đối với lưới dự án của Vincom Retail đã thông tin ra thị trường thì về tổng diện tích mặt sàn bán lẻ dự kiến cung trong những năm tới, kế hoạch về trung dài hạn thì không thay đổi. Tiến độ triển khai cũng sẽ có rà soát lại hàng năm, tuy nhiên trên tổng thể thì cái kế hoạch này vẫn được giữ vững và sẽ là cái kim chỉ nam về kế hoạch phát triển cho Vincom Retail. Đây là điểm thứ hai. Điểm thứ ba nữa là trong các dự án mà Vincom Retail đã đặt cọc với chủ đầu tư VinGroup và VinHome thì các chính sách vẫn được giữ nguyên. Ví dụ đấy là việc mà chúng tôi vẫn được giữ được cái giá trị về mặt đầu tư, những cái lợi ích của các dự án đã đặt cọc trong cái lưới dự án này. Điểm thứ ba. Điểm thứ tư nữa, VinGroup và vẫn tiếp tục song hành cùng với Vincom Retail và chuỗi trung tâm thương mại của Vincom Retail vẫn song hành với hệ sinh thái của VinGroup và VinGroup với Vincom Retail sẽ có cái hợp đồng
quản lý vận hành trong thời gian tới để đảm bảo rằng củng cố tiếp theo cũng như phát triển tốt hơn bộ máy cũng như hệ thống quản trị của công ty. Thì đây là những cái điểm mà tôi chia sẻ về cái quan hệ giữa Vingroup, Vincom, Viettel. Song song bên cạnh đó thì các chiến lược về phát triển sản phẩm của công ty thì cũng đã chia sẻ về việc tiếp tục đẩy mạnh cũng như là cải thiện, hoàn thiện mô hình trong Megamall. Vì trong lưới dự án Pipeline như đã chia sẻ với các quý cổ đông cũng như các nhà đầu tư thì Megamall sẽ chiếm số lượng rất lớn trong các trung tâm thương mại dự kiến sẽ khai trương trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang tập trung vào phát triển một cái sản phẩm mới. Vừa qua thì cũng vừa chia sẻ là Mega Grand Tour Hà Nội tại Ocean City. Đây là cũng nằm trong cái core business cho thuê của Vincom Viettel. Cái sản phẩm này cũng hình thành một cái xu hướng mới cho du lịch và bán lẻ, đồng thời cũng là một cái cơ hội để Vincom Viettel có được cái tệp khách hàng rộng hơn, bao gồm những cái khách hàng mới, những khách hàng có thể lần đầu phát triển về bán lẻ hoặc là những khách hàng có thói quen đã phát triển những cái cửa hàng của mình trong các khu phố hoặc là trong các đường phố, mình gọi là cái street, cái cửa hàng ở phố của chúng ta để trở thành những cái khu phố thương mại. Và đây cũng là cái cơ sở để Vincom Viettel có thể phát triển cái tiềm khách hàng trong trung tâm thương mại trong thời gian tới. Thì về cơ bản tôi muốn chia sẻ là kế hoạch cũng như chiến lược của Vincom Viettel thì tiếp tục giữ vững và phát triển, củng cố, tiếp tục giữ vững và phát triển. Cho em xin được hỏi là thứ nhất là về cái hoạt động kinh doanh thì đầu năm nay thì mình thấy có hiện tượng một số các khách thuê của mình á, họ vì tình hình kinh tế khó khăn và vì họ cái tình hình tài chính khó khăn cho nên là họ đóng cửa trong các cái cửa hàng trong trung tâm thương mại, thì cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái occupancy rate của mình. Thì em xin lãnh đạo chia sẻ là nếu mà cái tình hình này tiếp tục, tại vì hiện tại thì kinh tế cũng vẫn còn đang khó khăn, cái tình hình của tài chính của một số các thuê có lẽ vẫn còn khó khăn, như là cái trường hợp của Tiny World ấy, thì nếu như mà chúng ta tiếp tục có những cái khách hàng chuỗi mà gặp khó khăn, họ đóng cửa hoặc là họ không trả được tiền thuê, thì cái chiến lược của mình để bù đắp những cái tổn thất này là như thế nào ạ? Cũng một câu hỏi về kinh doanh thì cho em hỏi là cái xu hướng bán lẻ trong tương lai, hiện tại thì nó đang thay đổi rất là nhiều, thì các lãnh đạo đánh giá là cái mô hình trung tâm thương mại nào sẽ có cái tiềm năng phát triển tốt, đem lại dòng tiền tốt và lợi nhuận tốt, và các lãnh đạo có thể chia sẻ một chút là tại sao cái mô hình đấy nó lại là một mô hình tiềm năng không ạ? Thứ ba nữa là cho em hỏi là cái nhóm cổ đông chiến lược mới thì như công ty mình cũng có chia sẻ thông tin rất là đầy đủ là họ cũng có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, tuy nhiên là họ chưa có cái exposure trực tiếp vào kinh doanh trung tâm thương mại. Thì dự kiến là trong tương lai cái nhóm cổ đông này họ sẽ đóng góp cho cái sự phát triển của Vincom Retail dưới hình thức nào, ví dụ như là hoạt động giám sát hoặc là họ có góp expertise gì cho cái hoạt động kinh doanh của mình hay không. Em xin cảm ơn ạ. Rất nhiều ý và rất là đẹp, cảm ơn. Thứ nhất là cái phần liên quan tới cập nhật kinh doanh của các gian hàng tại các trung tâm thương mại cũng như là các giải pháp về việc cho thuê lớp đầy thì chị Hiền sẽ chia sẻ. Thứ hai, các câu hỏi về mô hình bán lẻ online và những tác động vào thị trường, tôi sẽ chia sẻ tiếp cùng với lại các trao đổi về câu hỏi thứ ba của bạn, sự đóng góp của các cổ đông mới cho Vincom Viettel. Thứ nhất thì tôi xin chia sẻ về định hướng của thị trường bán lẻ của trong năm 2024. Thì các bạn có hỏi là cái thị trường nó sẽ ra sao đúng không ạ? Thì thực ra thì cái mức độ hồi phục của thị trường bán lẻ của năm 2024 thì sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái nền kinh tế chung và cái mức độ mà chi tiêu của khách hàng riêng. Thực tế thì chúng ta cũng thấy là cái bối cảnh có nhiều khá nhiều các thách thức. Các chị nhìn thấy là khách hàng thì vẫn hạn chế chi tiêu đúng không ạ? Cái thứ hai là gọi là doanh số về doanh thu tiền thuê, doanh thu của khách thuê thì bị giảm.
và không chỉ trong hệ thống Vincom mà nó còn diễn ra trên các địa điểm kinh doanh khác của các fintech thôi, chứ không phải nằm trong cái Vincom không. Thế thì với xu hướng này thì tỷ lệ lấp đầy của năm 2024 ấy, thì dự kiến của chúng tôi thì nó sẽ vẫn tăng do mấy cái lý do sau. Thứ nhất thì trung tâm thương mại mở mới thì chúng tôi có tỷ lệ lấp đầy rất là cao, thì nó cũng kéo theo cái tỷ lệ lấp đầy chung của hệ thống tăng lên. Thứ hai thì Vincom Retail tiếp tục cho thuê 83 trung tâm thương mại hiện hữu, và nó mặc dù thì các khách thuê thì vẫn còn thanh lý, nhưng mà đây là một cái tình hình rất là chung của theo xu hướng chung của hàng năm thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ này đã thấp hơn rất nhiều so với năm 2023. Và thứ nữa thì Vincom Retail cũng tập trung vào cái phương án thương mại của mình, và tốc độ chạy thuê trong quý hai chúng tôi sẽ tăng tốc độ và tập trung toàn bộ nguồn nhân lực kinh doanh và bổ sung hơn cho các trung tâm thương mại chạy thuê hiện hữu, và nó sẽ làm tăng tỷ lệ đầy trong quý ba và quý bốn. Thì là câu trả lời của tôi, và chị Hoa sẽ tiếp tục trả lời các bạn. Về sự vấn đề online thì câu chuyện cũng cách đây khoảng hơn một tuần, chúng tôi có một anh giám đốc phát triển của Foodi từ quân về cho Vincom Retail, tức là từ online chuyển sang online. Thế thì khi tôi có trao đổi về cái mô hình bán lẻ online với bán online, các sự khác biệt và các yếu tố, thì cũng khẳng định rằng là việc ship hàng giao hàng hiện nay, các đội ngũ phát triển GrabBuy, rồi thậm chí là CSM cũng làm, đấy cũng là cái yếu tố để cơ hội cho các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh tiếp cận về cái việc giao hàng nó thuận tiện hơn. Thế tuy nhiên khi tôi hỏi về cái cơ cấu các merchants bên chỗ offline gọi là từ đầu sẽ còn bên chỗ online thì gọi là merchant, thì cái tỷ lệ khách lớn tham gia, tức là khách lớn bán lẻ chuyên nghiệp tham gia, thì cũng khẳng định rằng cái doanh số của họ trên các nền tảng online là không cao. Cái mức đâu đó trên thị trường khi chúng tôi trao đổi cả online offline thì khoảng 5%. Nhưng đúng là online đang hỗ trợ tích cực cho các khách hàng đại trà, tức là cho các merchant đại trà, tức là các khách bán lẻ đại trà, những khách mass, họ có thể bán sản phẩm dịch vụ một cách dễ dàng và tiếp cận khách hàng. Thế thì một cái điểm nữa mà cũng chia sẻ là các chi phí cho nền tảng online để bán hàng nó cũng không rẻ. Con số được bạn ấy chia sẻ, có những merchant trả đến khoảng 35% chi phí bán hàng. Thế thì đây cũng là một cái yếu tố tôi cho rằng là các khách thuê của các trung tâm thương mại cũng sẽ đánh giá về cơ hội kinh doanh, cũng như là cái kênh bán hàng hoặc là cái hiệu quả của cái kênh bán hàng đó. Một cái điểm thứ nữa là tôi cũng có nhận được những câu hỏi này trong rất nhiều năm vừa qua của các nhà đầu tư cũng như các cổ đông, thì cũng chia sẻ thêm một ý khía cạnh, tức là thói quen của người Việt Nam. Thói quen của người Việt Nam chúng ta thì đấy là lý do tại sao không chỉ Việt Nam mà Đức, Đông Nam Á, cái bán lẻ trung tâm thương mại, bán lẻ hiện đại phát triển, và hiện nay nó có rất nhiều cái mô hình bán lẻ, các mô hình trung tâm thương mại, cái sự cải tiến cũng như cái sự thu hút khách hàng tập trung rất nhiều vào châu Á, Đông Nam Á hoặc là châu Á Thái Bình Dương. Đó là thói quen của cái việc touch and feel, tức là cái cảm giác được sờ, được trải nghiệm tại các trung tâm thương mại, các sự tiện lợi khi mà cả gia đình có thể mua hàng ngày ngay tại dưới các trung tâm thương mại, ngay dưới cái chân tòa của nhà mình, mua được hàng ngon, được chọn được hàng ngon, chọn được hàng mới ngay về trong cái ngày hàng ngày của mình, sau khi mình đi chợ hàng ngày, hoặc là trong các buổi cuối tuần cả gia đình không chỉ mua sắm, vui chơi, giải trí, ăn uống trong các trung tâm thương mại. Đấy là lý do mà các tân nhân của Vincom Retail, và tôi nghĩ rằng là các nhà bán lẻ cũng vẫn đang đầu tư phát triển mở rộng cái cửa hàng của mình. Và nếu những cái nghiên cứu gần đây nhất của CBI vào quý 1 ý, thì các anh chị cũng quan sát thị trường thấy rằng là các nhà bán lẻ vẫn có triển vọng và vẫn có kế hoạch đầu tư mở mới trong năm 2024 và 2025. Thì đấy là cái câu hỏi đầu tiên về online và offline. Thế thì cái mô hình nào trong các format trung tâm thương mại của Vincom Retail được đánh giá và sẽ phù hợp, đúng không? Theo ý bác là như thế, mình hiểu câu hỏi là như vậy. Thực ra thì
lý do tại sao Vincom Retail chọn 4 cái mô hình khi mà chúng tôi bắt đầu vào thị trường. Và sau đó thì 3 cái mô hình chủ đạo là Vincom Center, Vincom Megamall và Vincom Plaza được lựa chọn và phát triển với cái quy mô lớn về diện tích mặt sàn. Cái lý do thì nó cũng rất đơn giản thôi. Thực ra thì nó sẽ không có cái gì hoàn hảo cho một cái thị trường hoặc cho một cái khu vực khách hàng hoặc catchment. Như là Vincom Center thì chắc chắn là sẽ phù hợp với downtown, với các quận nội thành rồi. Vì bản chất khi mà phát triển thì chúng ta cũng không thể tìm được diện tích đất lớn hơn để có thể làm Megamall vì chi phí đầu tư và các chi phí phát triển. Và cũng đặc biệt là cái tệp khách hàng của các khu vực này cũng là cần cái môi trường mua sắm, cần cái trải nghiệm mua sắm nó thực sự khác biệt, hàng hóa có sự khác biệt. Thế còn cái mô hình Megamall thì nó rất phù hợp với các khu đô thị lớn, các khu ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh, mình gọi là các vùng lân cận ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh. Thì cái mô hình này cũng rất phù hợp, các anh chị quan sát thì cũng rất là phù hợp cho những cái diện tích lớn với cái phát triển từ khoảng tầm 60.000 m2 trở lên cho đến khoảng 100.000 m2 và phù hợp với cái tệp khách hàng mass hơn tại những cái khu vực này. Ở Vincom Plaza tại tỉnh thì rõ ràng là các vị trí mà chúng tôi lựa chọn tại các tỉnh cũng đã là điểm đến của trung tâm của các tỉnh. Và cái mức độ thị trường, sự hấp thụ trong khoảng thời gian mà phát triển trung tâm thương mại cũng nhìn thấy rằng là nó không chỉ là cái trung tâm thương mại nơi điểm đến mà còn là cái cầu nối, nó là cái nơi mà cộng đồng khách hàng tại địa phương đó, tại cái tỉnh thành đó được tập hợp, được trải nghiệm, cũng như là có rất nhiều cái sân chơi cho các đối tượng khách hàng, cũng như là chúng tôi cũng đã thành công rất nhiều trở thành các nơi để các bé có thể sinh hoạt, các bé có thể biểu diễn trong các dịp như mùng 1 tháng 6 hoặc là trung thu. Thì mỗi một cái mô hình nó sẽ có một cái định vị riêng, nó sẽ có một cái tệp khách hàng riêng. Và cũng tôi cũng chia sẻ không phải là các tệp khách hàng này cũng như trung tâm thương mại kia, nên là phục vụ được chính xác cái nhu cầu đối tượng khách hàng ở cái khu đó. Thì cái việc đánh giá này thì tôi cho rằng là nó không có một cái sự đặc thù riêng, quá đặc thù riêng trong cái việc là phát triển mô hình Vincom Retail. Và cái câu hỏi thứ ba là các chia sẻ với các cổ đông thì thực tế thì chắc là anh chị cũng đã có những cái thông tin cơ bản, có những cái thông tin cơ bản Vincom Retail cũng đã chia sẻ. Cũng như là chúng tôi thì cho rằng việc đầu tiên là các cổ đông mới có kinh nghiệm bán lẻ, mặc dù là không có kinh nghiệm làm mô nhưng mà có kinh nghiệm bán lẻ và cũng đã có những cái mô hình bán lẻ, các anh ấy đã thành công và cũng đã xây dựng được mô hình bán lẻ. Thực ra trong cái việc mà phát triển mô thì nó có hai cái mảng, tức là chủ đầu tư thì chúng tôi phát triển cái platform cho các tenant, cho các đối tác cùng tham gia. Nhưng có một cái phần thứ hai rất quan trọng, đấy là sự tham gia của các nhà bán lẻ. Và chúng ta đều nhìn thấy các nhà bán lẻ chính là cái yếu tố thành công cho các mô. Cho nên là chúng tôi tin rằng những cái kinh nghiệm mà anh Nam và các cổ đông có được, đấy là cái kinh nghiệm về bán lẻ có thể chia sẻ cho Vincom Retail. Và một việc thứ hai là các cổ đông cũng là những người có rất nhiều kinh nghiệm về quản trị, điều hành ở hội đồng quản trị, nên đây cũng là một cái lợi thế cho Vincom Retail trong thời gian tới. Và tôi tin tưởng rằng là chúng tôi có thêm được sức mạnh, có thêm được sự chia sẻ và có thêm được kinh nghiệm từ các anh các chị. Xin chào đoàn chủ tịch, tôi tên là Trương. Xin có mấy câu hỏi cho đoàn chủ tịch. Câu hỏi thứ nhất là kế hoạch năm 2024 thì tăng 6 trung tâm thương mại, tuy nhiên cái lợi nhuận thì gần như là không đổ. Thế thì có cái lý do gì ở đây? Bởi vì theo như các chị nói thì là cái tỷ lệ lấp đầy cũng rất là tốt. 90%. Và xin đưa vào chủ tịch chia sẻ cái kết quả kinh doanh của quý 1 2024. Câu hỏi thứ hai là ban lãnh đạo có cái quan điểm thế nào về quyền lợi của các cổ đông? Vì là cái tỷ suất lợi nhuận hàng năm cũng như là 2023 thì rất là tốt, lên tới 59%.
tuy nhiên thì không có cổ tức và cũng nhiều năm nay rồi. Thế thì bao giờ thì VRE sẽ chia cổ tức cho các cổ đông? Vì tôi hỏi câu hỏi này vì lý do là ngoài cái việc không có cổ tức thì cái giá cổ phiếu của VRE có thể nói ở thời điểm này là đáy trong vòng nhiều năm. Cũng rất là nhiều cổ đông đã nắm giữ cổ phiếu trong nhiều năm và không có cổ tức và cũng không có sự tăng trưởng về giá. Vậy thì xin hỏi cái quan điểm của cổ đông, của đoàn chủ tịch là vấn đề cổ tức cũng như cái phương án nào để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Nếu mà có thể thì rất mong là anh Nam có thể chia sẻ, bởi vì trong cái phần thảo luận này cho có cái thời gian cho phép là cái ban lãnh đạo mới trong cái tương lai thì có cái kế hoạch chia sẻ cổ tức không? Nên câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba nữa là Vincom Retail có cái kế hoạch đổi tên không? Trong dài hạn có thể không năm nay, nhưng mà trong lộ trình mà cụ thể ở đây có thể là tách khỏi cái tên Vin không? Vậy tôi có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là về cái lợi nhuận 2024 quý 1. Câu hỏi thứ hai về quyền lợi của cổ đông và đặc biệt cổ tức, và có phương án đảm bảo về giá cổ phiếu hay không. Phương án nữa, câu hỏi thứ ba là về cái tên của về Vincom Retail trong tương lai thì có cụ thể có bỏ cái chữ Vin đi không? Xin cảm ơn đoàn chủ tịch. Câu hỏi thứ nhất về kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024 thì chị Hà sẽ chia sẻ. Câu hỏi thứ hai về việc chia cổ tức và lý do thì chị Hà cũng sẽ chia sẻ thêm. Phần còn lại là các việc liên quan tới tên của Vincom Retail trong tương lai thì tôi sẽ chia sẻ cuối cùng. Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của vị cổ đông ạ. Thứ nhất là câu hỏi của vị cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2024 thì cũng chia sẻ với vị cổ đông là doanh thu thì chúng tôi dự kiến là sẽ đạt được với cái mức là 2.250 tỷ đồng, và trong đó thì phần doanh thu tiền thuê thì chúng tôi vẫn chiếm từ 84-85%. Doanh thu bất động sản thì sẽ chiếm khoảng 10-12%, và phần còn lại sẽ là các cái hoạt động doanh thu khác. Đối với doanh thu của quý 1 thì chúng tôi cũng ghi nhận cái sự tăng trưởng và phát triển so với cùng kỳ năm 2023 khoảng 16%, và cái việc tăng trưởng này thì cũng nhờ vào cái việc là trong quý 1 năm 2024 chúng tôi có bàn giao một số các cái căn shop house ở dự án Đông Hà Quảng Trị, và cái mức này thì cũng hỗ trợ chúng tôi trong cái việc là tăng trưởng doanh thu. Về lợi nhuận sau thuế thì quý 1 năm 2024 chúng tôi đạt được khoảng hơn 1.080 tỷ đồng, và cũng ghi nhận cái mức tăng trưởng là 6% so với cùng kỳ năm trước. Theo cái số liệu vừa trao đổi với anh chị thì cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế của quý 1 năm 2024 thì dự kiến sẽ đạt được khoảng 24-25% so với kế hoạch mà đã trình đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay. Đấy là một số các cái thông tin sơ bộ đối với kết quả kinh doanh năm 2024. Câu hỏi thứ hai của quý cổ đông về việc chi trả cổ tức thì cũng như quý cổ đông trong cái tờ trình đại hội đồng cổ đông thì chúng tôi cũng trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt là sẽ để lại toàn bộ lợi nhuận lũy kế đến năm 2023 để giữ lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại thì chúng tôi có các cái kế hoạch chi trả liên quan đến các cái khoản vay khoảng 4.000 tỷ đồng trong năm 2024 và năm 2025. Bên cạnh đó là chúng tôi với cái lưới dự án sẽ phát triển trong năm 2024 và năm 2025 đến năm 2027 với cái phần diện tích khoảng hơn 800.000 m2 thì chúng tôi sẽ cần một cái lượng tiền hơn 10.000 tỷ để chi trả cho các cái việc đầu tư và phát triển các lưới dự án trong tương lai. Việc mà phát triển các lưới dự án trong tương lai thì cũng sẽ đem lại cái sự tăng trưởng luôn luôn có cái sự tăng tốc và phát triển bền vững trong tương lai, và cái việc mà đầu tư đồng hành dài hạn cùng với Vincom Retail thì cũng sẽ đem lại những cái lợi ích cho quý cổ đông. Thì đấy là những cái điểm sơ bộ về kế hoạch mà sử dụng cái nguồn tiền
cũng như là việc chi trả cổ tức năm 2024. Với cái câu hỏi về việc thay đổi tên thì tôi xin mời chị Hòa. Thật ra thì nói về cảm xúc thì thương hiệu Vincom là thương hiệu trung tâm thương mại đầu tiên của người Việt làm cho các khách hàng Việt Nam. Ở Vincom Retail cũng đã gắn bó và tồn tại với các trung tâm thương mại, với người dân, đặc biệt với người dân Hà Nội 20 năm rồi. Và cái tên này cũng là niềm tự hào, cũng là những cái khổ luyện cam lai để chúng ta có được cái hệ thống trung tâm thương mại như ngày hôm nay. Thì đây là tôi chia sẻ về từ góc độ vừa là người điều hành công ty, vừa là một khách hàng của Vincom Retail. Và tôi cũng nghĩ rằng là rất nhiều các khách hàng của Vincom Retail có được những cái cảm xúc này, cảm xúc về một thương hiệu kể từ khi Vincom Bà Triệu bắt đầu mở cửa khai trương 20 năm trước đây. Và năm nay cũng là năm mà Vincom Retail tròn 20 tuổi. 20 năm cũng trải qua rất nhiều các thăng trầm trong cái quá trình chúng tôi phát triển, vận hành trung tâm thương mại. Khó khăn cũng rất là nhiều, nhiều bài học. Thành công thì có thể mọi người sẽ nhìn thấy ở bên ngoài, nhưng mà cũng có rất nhiều những khó khăn, những cái bài học mà cũng phải trả bằng rất nhiều cái giá trong cái quá trình mà chúng tôi điều hành. Thế thì thương hiệu Vincom có giữ được chữ thương hiệu hay không? Thì đây là cái trao đổi và cái thỏa thuận sau này trong hội đồng quản trị và các thành viên. Do vậy là nếu như có bất kỳ sự thay đổi nào thì chúng tôi sẽ công bố thông tin và chia sẻ cùng các quý vị. Thế nên là trong buổi họp ngày hôm nay thì cái team Vincom vẫn còn đang gắn với lại thương hiệu của công ty để thông báo với hội đồng là như vậy. Chắc tôi bổ sung thêm ý kiến của chị Hoa thì Vincom đến thời điểm này chúng tôi không có định để đổi tên. Và cái thứ hai thì các anh chị cũng biết là đối với người tiêu dùng thì Vincom thì theo là thương hiệu mà có giá trị rất là cao. Đấy là lý do chúng tôi khẳng định chúng tôi không có đổi tên. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung diễn ra tại cuộc họp đại hội cổ đông 2024 của công ty cổ phần Vincom Retail. Quan điểm của anh chị như thế nào về kết quả kinh doanh 2023, định hướng 2024 và trong thời gian tới của Vincom Retail, cũng như là tác động của nhóm cổ đông lớn tới hoạt động trong tương lai của Vincom Retail là sao? Xin mời anh chị hãy comment ngay ở dưới video này để chúng ta cùng nắm được. Xin cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.